Cái lần gần nhất mình đo kết quả tăng tốc từ 0 đến 100 km một giờ của chiếc Lux A, đó là lúc mình làm remap, thì cái lần đó mình đạt kết quả là 7,5 giây. Còn bây giờ sau khi mình nâng cấp sức mạnh cho động cơ của chiếc xe với những cái món phần cứng, ví dụ như là lọc gió thoáng hơn nè, dàn Bores, và gần đây nhất là cái bầu đao ba hiệu năng cao của IA, thì bây giờ con số kết quả mình đạt được cho cái tăng tốc từ 0 đến 100 km giờ trên chiếc Lux A của mình đó là 7 giây chuẩn, rút được 0,5 giây, một con số rất đáng nể. Wow, tuyệt vời. Nhưng mà thật ra cái lọc gió thoáng hơn rồi cái dàn Bores nó không có cải thiện nhiều ở cái kết quả tăng tốc, mà chính là bầu đao ba hiệu năng cao đến từ IA. Hi, xin chào các bạn. Hôm nay đã là hơn 3 tuần kể từ ngày mà chiếc Lux A của mình đạt hạng nhất giải Gymkhana của Redline cho cái phân hạng xe nguyên bản. Sau 3 tuần, xe của mình phải nằm ở hạng khắc phục một cái sự cố nhỏ nhỏ trước khi mình đua. Không phải là xe bị lỗi nha, mà là do chủ xe gây ra. Chứ cái xe Lux A của mình không lỗi lầm gì hết và nó rất châu bò tới mức mà bị sự cố nhưng vẫn đạt được cái thứ hạng cao trong cái giải Gymkhana, và mình rất rất hài lòng, cực kỳ thích chiếc Lux A của mình luôn. Thì sau khi được giải nhất, có rất nhiều nhãn hàng tài trợ cho mình, và từ hôm nay mình sẽ bắt đầu đi nhận giải từ từ. Cái giá trị giải thưởng của hạng nhất hãng xe nguyên bản á là dưới 1 tỷ nha. Trên bao nhiêu thì mình cũng chưa đếm nữa, thì chắc giờ mình sẽ làm clip là mình cộng từ từ đấy. Rồi, món đầu tiên là mình sẽ qua bên Basio của chủ tịch Brian Phạm Anh Đức. Anh nói anh có cái món sẽ giúp cho chiếc Lux A của mình tăng thêm nội công nữa. Món đó là gì thì bây giờ mình cùng qua bên anh Đức xem thôi. Chủ tịch Basio đúng rồi. Đây, đem mic lên, đem mic lên. Như bữa anh có nhá hàng với em đó, thì hôm nay mình sẽ có một cái thay đổi nhỏ nhưng mà hiệu suất thay đổi lớn trên cái xe của em. Món nhỏ nhưng mà hiệu suất lớn. Rồi, nghe hấp dẫn rồi đó. Thôi giờ anh cho em xem luôn đi, nóng lòng lắm rồi. Đi, vô đây, vô đây. Vô, vô, vô. Quay phim, quay phim. Đây, đây, đây. Xe nhà. Xe nhà. Xe nhà. Còn này là đâu bay độ. Còn này xe độ nha. Thì cái món hôm nay mình sẽ làm trên xe của em là thay cái đâu bay. Đâu bay. Hiệu suất cao. Đây. Đây là cái đâu bay. Hiệu suất cao nha. Để cho dễ hiểu thì anh sẽ so sánh cái đâu bay cái zin của xe với lại cái đâu bay độ. Thì cơ bản cái đâu bay là cái phần này sẽ bắt vô turbo của xe nè, khí xả sẽ chạy qua đây, thì trong này nó sẽ có cái bầu lọc khí xả cho nên là nó sẽ cản cái dòng. Thì và thêm nữa là đi xuống đây nó bị bóp lại nè, nào chỗ nào, này nào. Sẽ Cái khúc bóp này phải quay cận quay hơn nè, nó đó này cái khúc bóp đang từ bự nè, đang từ bự nè, bóp nhỏ lại, bóp còn có nhiêu đây à? Thì ngay chỗ này sẽ hình thành cái khối sấy khí, nó làm giảm cái hiệu suất xả của xe. Đó, nay anh test trên xe nhà rồi. Rồi nay tới xe em. Vậy là cho xin tóm tắt lại chút nha. Muốn cho xe mạnh hơn á thì ngoài việc bắt nó ăn nhiều hơn là phun xăng nè với lại nạp gió vô nhiều, thì cũng phải cho nó đi nhiều hơn đúng không? Đúng rồi. Nhiều hơn bằng cách là thông cho nó, nông cho nó thoáng hơn. Mình sẽ tăng cái hiệu suất của đường xả. Thì sẽ tăng như thế nào? Thì ở đây là có cái bầu catalyst. Cái đâu quay độ thì sẽ không có bầu catalyst luôn. Là nó sẽ nó đỡ bị cản hơn. Đúng rồi. Đỡ bị cản cái dòng khí xả ra. Và thêm cái nữa là đâu quay này được thiết kế để tăng tốc dòng khí xả lên chứ không có gây cản dòng. Có khí động học trong đó. Đúng rồi. Liên quan khá nhiều đến khí động học trong này. Chắc nói luôn chỗ đó ha. Ok. Thì em quay kỹ đây nè. Bí kíp nè, cái này là bí kíp nè. Ở đây là đường kính là 4 inch. Đi xuống ở đây là 2 inch rưỡi. Thì nó không có bóp một phát ngay từ đây xuống đây. Mà nó giảm từ từ.
để cho không có bị gây cái nhiễu động không khí trong này, thì cái dòng khí xả nó sẽ chạy qua chân chu hơn, tăng tốc cái dòng xả ngay tại cái điểm này luôn đó. Đó, các bạn nhớ nha, là muốn xe mạnh hơn thì chúng ta đó có mấy cách đó. Một là ăn nhiều hơn nè, hai là phải đi nhiều hơn đó. Thì cái này là mình độ kiểu là hiệu quả cao đó. đó chính xác rồi. Cái này chi phí sao anh, để em biết cái giá trị quà tặng của em như em chia sẻ với mấy bạn chứ. Em lỡ nói là hạng nhất giải Red Light Ultra Gymkhana là giá trị quà tặng dưới 1 tỷ rồi. Đúng rồi, cái này là đã qua nhập thì giá nhập về đây khoảng 17-18 triệu. 17-18 triệu. Wow, thấy là thích rồi đó. Ngon luôn. Vậy thì cho em hỏi một cái là cái xe của em bây giờ đang đi Dubai theo cái bộ dàn bô Red luôn. Thì mình vẫn thay cái này vô được đúng không? Đúng rồi, nó phù hợp hết tất cả các cái hệ thống ống xả khác. Cái đạo bài của Red là nó đã bỏ đi cái catalyst rồi. Cái bầu catalyst xúc tác khí thải rồi. Nhưng mà cái hiệu quả khí động học của nó thì chưa nộp bằng cái này. Đúng rồi. Rồi, hiểu luôn. Thì cái đạo bài này bằng giá gần bằng 1/3 cái bô rồi. Dự đoán là sổ số cái cây này ra sẽ lên khoảng bao nhiêu? Tăng từ 7-15 mã tại đó. 15 mã, ngon đấy. 15 mã cho 17 triệu đi, vậy tính là gần 1 triệu mã. Chấp nhận được. Có thể là nó sẽ không rẻ như việc remap, nhưng mà đã remap xong rồi mà muốn lên công suất nữa thì phải bỏ ra ngon. Tiền chứ. 1 triệu, 1 triệu trong một mã thì vẫn ngon, vẫn chấp nhận được. Rồi, hợp lý quá. Chơi. Lên xe. Rồi. Mà bây giờ mình sẽ dyno trước đi, trước khi mà mình gắn cái này vô. Ok. Rồi, đây là kết quả sổ số trước khi lắp cái đao bài hàng hiệu, hiệu năng cao. Con số là khá đẹp. 199.8. 199.8. Có vẻ là lên chút so lại trước đây, nhưng mà chút là 1-2 mã gì đó. Đây là cái vẫn đang đi bô Red full từ đao bài xuống tới dưới luôn. Thì bây giờ sẽ tiến hành thay cái đao bài hiệu năng cao của hãng gì ạ? R nha. Ok. Dự kiến là sẽ lên 7-15 mã. Đây, bên trái mình là cái bầu đa bay của cây Bores mình vừa tháo trên xe xuống. Còn bên phải là cái bầu đa bay của R. Thì các bạn có thể thấy được cái sự khác biệt đúng không? Đó là cái đa bay của R, cái phần trên của nó, cái phần mà từ động cơ hay là cái bộ tăng áp nó đổ xuống á, thì nó bầu và nó to hơn đáng kể so với lại cái đao bài của Red. Bù lại cái đao bài của Red nó có cái màu khá là bắt mắt. Rồi, phần dưới thì có thể nói là nó xem như nhau. Rồi, sổ quẻ ra con số là bao nhiêu anh Đức? 202 mã tại bánh. Nếu mà so với lần trước mình map với cây bô Red thì khác biệt sẽ là 4 mã. 4,6 mã chính xác. 4,6 mã. 4,6 mã. Nhưng mà cái phần moment xoắn thì khác biệt rất là lớn luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ mở thông tin cụ thể ra cho các bạn xem. Nói chung là về cái mức công suất á thì là lên không nhiều như dự đoán. Một phần đây, lý do là đây là cái đao bài của Red cơ bản là nó cũng đã khá thoáng rồi, bởi vì nó không có cái bầu xúc tác khí thải. Thì cái con số mà mình dự đoán 7-15 mã tăng thêm đó là so với lại cái Dabazin. Đúng rồi, Dabazin nha. Không sao, cái quan trọng nhất là con số này nè, anh Đức chỉ cho các bạn xem đi. Đây là mình so sánh giữa xe khoa là trước đó đã lắp đao bay Red và bây giờ mình thay bằng đao bay R vào. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây nè, lần trước mình dyno là 198 mã, rồi bây giờ dyno là 202 mã, tăng 4,6 mã tại bánh. Tuy nhiên là cái phần moment xoắn cực đại vào rất là sớm và tăng rất là cao nha. Nếu ở bản trước thì nó là 285 thì bây giờ là 310 Nm tại bánh. Lên 25 Nm. Đúng rồi, lên 25 Nm và đạt cực đại sớm hơn 400 vòng. Cho nên về phần trải nghiệm thì cái này đạp vô cái là thấy nó giật lên liền luôn. Nói chung á là thường nha, số đông là sẽ đề cao cái con số công suất tăng thêm. Nhưng mà thật ra với anh em mình á,
đua xe nhiều thì sẽ thích cái moment sắn cực đại, nó vô sớm hơn, với lại nó tăng thêm nhiều hơn. Đúng rồi. Để cho mình dễ hình dung hơn nữa thì mình sẽ so sánh cái kết quả giữa xe sau khi remap mà không có gắn bô gì hết với lại cái kết quả bây giờ. Thì mình sẽ có một cái nhìn nó cụ thể hơn. Đó. Lần đầu tiên Khoa qua đây remap thì cái kết quả nó là 190 mã tại bánh và bây giờ là 202 với cái đầu bài R và bô full. Thì nó lên khoảng 12 mã tại bánh. Đó. Và cái moment sắn này thì nó tăng đến 34 Nm rồi. 34 Nm. Là khá là nhiều đó. Thật ra nha, cái con số công suất mà tăng thêm á, mà kiểu 4-5 mã lực á, sẽ không thể nào mà cảm nhận được trong thực tế chắc chắn luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cái mức moment sắn cực đại mà tăng thêm cỡ 20-30 Nm, mình đạp cái là mình thấy là thấy liền luôn á, dính liền luôn á, dính lưng vào ghế nhiều hơn. Nó phê hơn đó. Nói chung là các bạn không biết các bạn thấy sao chứ mình rất là nóng lòng để mà trải nghiệm thực tế, nhưng mà chắc chắn là mình biết là bây giờ đạp thì nó sẽ sướng hơn nữa, nó phê hơn nữa. Tuyệt vời, tuyệt vời. Coi như là cái món này không, cái đao ba R chứ không phải cái đao ba này nha. Chi phí là khoảng 18 triệu mà lên được 25 Nm và gần 5 mã lực. Được chứ? Ngon lành. Đó là so với lại đao ba của Res nha. Còn nếu như mà so với lại cái đao ba Zin á thì là tăng 12 mã. 12 mã và 34 Nm. Hợp lý. Đây là một cái mức đầu tư để mà tăng nội lực, tăng công suất cho chiếc xe. Mình nghĩ là khá hợp lý sau cái khoảng remap nha. Rồi. Nói chung là nên chơi nếu có điều kiện. Và hồi nãy mình có hóng được bên Basio có một cái thông tin rất là vui, đó là sắp tới sẽ có một cái sự thay thế với mức giá hợp lý hơn. Đúng rồi, mình sẽ có một cái giải pháp mang lại hiệu quả cũng gần tương đương và chi phí nó dễ thở hơn rất là nhiều. Nghe đồn dễ thở hơn là phân nửa luôn thì phải. À. Rồi các bạn nhớ hóng nha, mình chắc chắn là sẽ chia sẻ với các bạn cái phần giải pháp rẻ hơn phân nửa mà có hiệu năng tương đương đó. Rồi xin cảm ơn. Xin chào các bạn. The next day. Sau khi gắn cái bầu đao ba của ER Evolution Racework vào á thì bây giờ chiếc Lux A của mình, cái ga của nó cho cảm giác lên đều và tự nhiên hơn. Nó gần giống với kiểu động cơ hút khí tự nhiên hơn là kiểu động cơ tăng áp. Tức là bây giờ mình dí ga tới đâu á nè là cái xe nó lên, nó lao theo tới đó và nó ít bị cái hiện tượng ngưỡng tăng áp rõ rệt như trước đây. Vậy thì cái ngưỡng tăng áp Turbo Threshold là gì? À, cái cụm từ này thì chắc chắn với số đông sẽ ít người biết lắm. Chỉ có những người nghiên cứu sâu về xe hoặc là được đào tạo bài bản về cái quy trình đánh giá xe như mình á thì mới biết tới cái cụm từ này thôi. Ngưỡng tăng áp đó là cái ngưỡng tua máy mà cái khí xả của động cơ nó xả ra đủ nhiều để kéo cái bộ tăng áp nén khí vào bên trong động cơ. Thì ở cái ngưỡng tăng áp này, cả cái công suất và mô men sắn của xe nó sẽ tăng lên một cách đột ngột như thế này. Và nó tạo cảm giác hỗn ga, dính ghế. Đây, ví dụ đây. Đây là cái biểu đồ phân bổ moment sắn của chiếc xe mình đi ha. Thì đường liền này, đó là cái biểu đồ phân bổ moment sắn của xe mình trước khi lắp cái bầu đao ba ER. Trước cái ngưỡng tăng áp á, thì cái phần moment sắn của chiếc xe ở cái dải tua thấp nó hơi đuối. Rồi tới ngưỡng tăng áp này, nó đột ngột nó giật bắn lên. Thì chính cái ngưỡng tăng áp này nó sẽ tạo ra cảm giác như hồi nãy mình có nói, nó bị hỗn ga. Những người mà chơi xe thì sẽ thích cái kiểu hỗn ga này bởi vì nó tạo cảm giác là dính ghế, hay là người mình nó bị hút vô ghế rất là phê. Còn riêng với những người mà lái yếu hay là mới làm quen với xe thì cái cảm giác hỗn ga của cái ngưỡng tăng áp gây ra nó sẽ hơi ghê, hơi đáng sợ một chút bởi vì nó đột ngột quá và nó hơi khó kiểm soát nha. Rồi còn cái phần đường đứt hút này mô phỏng cho cái biểu đồ phân bổ moment sắn của xe mình sau khi lắp cái bầu đao ba ER vào, nó sẽ đều hơn ở cái dải tua thấp trước cái ngưỡng tăng áp. Các bạn thấy không? Nè. Đấy. Chứ nó không có bị kiểu giật bắn lên như là trước khi gắn bầu ER. Đối với những tay đua như mình á thì cái hiện tượng ngưỡng tăng áp này nó khá là khó chịu. Đó là lý do vì sao mà các tay đua nha, họ thường thích những cái xe có động cơ hút khí tự nhiên.
Bởi vì như cái tên của động cơ nó nói rồi, nó tự nhiên nè, nó lên đều nè, đạp tới đâu là cái xe nó đi theo ý của người lái tới đó, thì nó sẽ rất là dễ cho các tay đua kiểm soát chiếc xe theo ý của mình. Rồi, trở lại với cái bầu Dabai ERD. Thì sau khi mình lắp nó lên chiếc Lux A của mình á, bây giờ có thể nói là hiện tượng ngưỡng tăng áp trên chiếc Lux A của mình nó đã không còn mãnh liệt hay là quá rõ ràng như trước nữa, mà nó ít đi đáng kể luôn. Nếu như mà các bạn để kỹ thì dĩ nhiên là cũng sẽ cảm nhận được một chút cái hiện tượng ngưỡng tăng áp thôi. Nhưng mà cái giải ga trước ngưỡng tăng áp trên chiếc Lux A của mình bây giờ nó không có bị kiểu như là hơi đuối hay là nó lì lì nữa, mà ngược lại nó cho một cái cảm giác là nhạy hơn và nó đều hơn. Điều này thật sự rất là tuyệt vời, bởi vì như hồi nãy mình nói đó, nó khiến cho mình cảm giác chiếc xe của mình bây giờ nó tự nhiên hơn và nó dễ thuần theo ý của mình hơn. Thì cái bầu Downpipe ER này á, nó là một trong những cái minh chứng cho việc rằng là có những cái món đồ nâng cấp về thông số lý thuyết của nó sẽ không quá ấn tượng đâu, nhưng mà cái hiệu quả thực tế của nó mang lại á, thì thật sự là đáng kể và ý nghĩa nha. Mình hy vọng là bên Barcelona Tuning sẽ sớm bán ra cái sự lựa chọn bầu Downpipe thay thế giá rẻ phân nửa cái ER này, để giúp cho anh em có thể tiếp cận được với cái sự sung sướng một cách tự nhiên được nhiều hơn. Thì mọi chi tiết các bạn cứ liên hệ trực tiếp với lại bên Barcelona Tuning hoặc là chủ tịch Brian Phạm nha. Còn ở đây mình muốn nhắn nhủ với các bạn là tay đua sử dụng xe bên Phan Lắc A hoặc là những cái dòng xe sử dụng động cơ tăng áp á, là cái bầu Downpipe hiệu năng cao này có lẽ là cái món phải nâng cấp cho chiếc xe của mình. Vậy nha, xin cảm ơn.